Hôm nay mình đi về quê, không khí thật là trong lành mát mẻ. Được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, sông nước, thật là thư giãn. Nàng ta làm mứt đó con. Sao kiện. Để nè. Con ta ghim cái lá vô á. Mua nước đá trong đây ha anh. Mẹ mấy đứa con ăn bánh đi, gì đó vô lựa đi. Hả? Mẹ. Hả? Chai đây. Dạ lấy hết cho con. Cái này hả? Dạ. Cái này hả? Dạ. Mấy chai? Dạ hết luôn. Rồi nói bà cho cái bọc đựng. Còn 4 chai. Dạ. Còn 5 chai. 5 chai hả? 5 chai. Dạ, rồi bán cho con 3.000 nước đá luôn đi chị. Chị ra lấy bọc hả? Dạ. Dạ. Giờ mình không có ca gì đựng uống hết Khánh. Hồi nãy đi quên xách cái ca theo. Cái này ba nó mua cho mấy chú. À. Tuổi là vừa tuổi nhất. Khánh Vy chắc đâu có biết mà vụ chùm củi này hả Khánh Vy? Đi vô vườn mua nước đá. Nước đá để trong cái lòng bia hàng. Dạ. Tin không? Tin không? Phải có nước nè, con có bà có cái xô nước nè. Bán cái nước. Đó con qua con phụ bà lấy ra đi Khánh Vy.
Cái gì cây khế á hả? Wow, khế chín đẹp quá ha. Chờ bác Bảy đi với. Ra ngoài vườn ở bên mé sông mát quá, có quầy chuối đây, chuối ngon ghê không? Về quê mát mát mẻ quá. Phía ngoài kia cũng có một vài chuối quá to luôn. Này là mé sông. Ô, ngoài đó cũng có nãy vài chuối nữa kìa. Chuối nhiều quá. Đây có chiếc ghe, có chiếc ghe cặp mé sông. Dòng sông rất là yên ả. Đây có mấy cây mít. Có chiếc ghe ngoài đó kìa Khánh Vy. Có ông kiếm đường đi xuống ghe đi. Chết luôn à, chắc người ta xuống theo mấy cái cọc đó đó. Ta đi theo mấy cái cọc đó đó nè bên. Ủa nhưng mà trái này là trái gì? Mắt mèo hay mắt cỡ? Mắt mèo, mắt cỡ gì? Mắt mèo á mẹ. Mắt mèo. Ừ, mắt mèo là ngứa lắm con ơi, đừng có ra đó. Có cây mắt cỡ. Ừ. Ừ, này là trái mắt mèo quá, ngứa không lắm. Biết luôn á. Bữa đó con chọc chọc chọc. Phải không? Con cũng hết rồi nè. Mà cái bông nó sao bông giống bông mắt cỡ quá vậy? Dạ đúng rồi. Có chừng mắt cỡ. Nãy ba triệu luôn ba, nó mắt mèo. Mắt cỡ lai mắt mèo. Ừ, còn cái trái này thì mẹ nhớ là trái mắt mèo á. Cái bông là mắt cỡ, trái mắt mèo. Kì vậy. Mắt cỡ lai mắt mèo. Lai mắt mèo hả? Mắt cười quá vậy. Ủa bữa lấy cây con chặt cây này. Bụng hết trơn luôn. Ngứa lắm nha. Ra bờ sông mát quá ha. Trời, chuối sao? Chuối ngon lắm á, chuối này giống chuối sim đen nè. Biển bên đó vô. Trái to ghê. Mấy quả chuối luôn. Cản đường hả? Cái gì? Con không biết. Cái xoài hả?
đốt khánh cây này cái gì? Cái lá này quen quen á mẹ. Hả? Không biết. Quen lắm luôn á. Cây khế. Ờ, cái cây vậy mà cây khế đó hả? Không, cây này nhìn cái gốc nè nhớ. À, cây gòn. Cây gòn. Rồi cái chị gòn không có thân. Chị Vi không biết cây gòn luôn. Đúng. Ủa sao cây gòn đổ màu dữ vậy ta? Nhìn cái này mới biết nè. Bị chặt nó khô rồi. Thiệt. Cây gòn hả mẹ? Nè, bình thường nó xanh vậy nè. Xanh cây gòn luôn. Nó có cái trái gòn để mình lấy cây gòn mình làm gói á con. Con biết trái gòn. Cây xanh vậy nè. Ừ. Sao tự nhiên cái đó nhánh gòn đó, cái đó nhánh gòn đúng không? Đổ màu quá. Nhìn không ra. Những này mới biết nè. Còn đố Khánh Vy cây này cái gì? Thôi đừng đố con, con không biết cây nào. Cây mận. Cây mận. Rồi hai đứa sai luôn. Cây xoài. Cây xoài đúng rồi. Khánh lấy đúng rồi. Rồi đố mấy đứa này trái gì nè? Rồi trái chuối. Hay quá. Nhìn cái này mới biết nè. Ờ cây đó cây gòn đó. Xanh chạnh nè. Ừ cây gòn đó. Rồi đố Khánh Vy cây này cái gì? Biết chị không? Không biết là em lại luôn. Rồi để chị Vi nói nha. Ồ Khánh Vy hay quá. Chị Vy hay quá. Chị Vy luôn. Hay quá. Giỏi quá. Rồi đố Khánh Vy cây này cái gì nè? Đây cây này cái gì nè? Đừng có nhắc chị Vi nha. Đây lá này lá gì nè? Đó chị Vi biết không? Ngượng miệng quá. Đó. Ồ, có dừa kìa, dừa nhiều quá kìa. Cái gì? Đây cái gì, chị Vy biết không? Ồ, chị Vy giỏi quá. Cái này nè, dây này dây gì? Dây chậu á. Dây trái giác con. Trái giác hả? Trái giác nhưng mà nó chưa có bông, chưa có hoa gì hết. Ôi, ta đứng giữa sao cái này em tận. Đố Khánh Vy bông nó bông gì? Dâm bụt á. Đúng rồi, còn gọi là hoa lồng đèn. Hoa lồng đèn này nhìn thấy nó giống lồng đèn không? Nó chỉ có một bông mà. Ừ. Con biết lá này lá gì không? Lá này mà kéo cái lại đứt tay. Rồi bây giờ Khánh với Bin biết lá gì không? Lá này nè. Đây. Đó. Lá chậu. Không phải lá, cái gì lá này nào? Nè không phải, Khánh nói đúng rồi nè, lá này nè, lá này lá gì nè, lá này nè. Đây. Nhìn quen lắm, lá chầu bà hả? Không phải luôn, chầu ong. Cái lá gì hay đem vô trường không? Làm gì đem vô xong trường rồi. Hả? Cái xong rồi. Lá sâm đúng rồi con. Ủa? Lá sâm nhìn à, còn hả? Lá mối nha, lá mối này, lá mối mình nhồi nó cũng thành sâm nữa, thành à, nó đặc lại thấy giống giống lá sâm. Ừ. À thì ra là cái làm sâm là vậy hả? Không có cái lá sâm không, cái này lá nữa. Lá mối còn không, lá ý là có lá sâm là ừ. Cái này lá này con dò ra, con dò nó con đổ nước cho tí xíu con dò rồi nó cũng đặc lại nữa. Con rất thích ăn cái sâm đó, cái sâm này là không biết không có chín cái gốc đây nè. Nó có trái rồi nè, cái trái, cái dây, cái giác á. Ồ. Nè, nó trái rồi. Ồ, đây. Ừ. Đó. Nó trái rồi đó, mẹ kho, mẹ kho cá ăn đó. Đó. Thấy không? Mùa này chưa có trái bồ. Về nấu canh chua ăn. Cái nhãn nhưng mà mình không có chăm sóc á, nó muốn hư cây rồi. Kêu ba Khánh chăm sóc đi. Mà ba Khánh thì công việc quá nhiều. Con biết chơi thảy đá không? Con với mẹ solo không? Ừ. Ba đứa chơi biết chơi không? Biết chơi thảy đá không? Con biết chơi sương sương. Hồi nhỏ là bác Bảy chỉ biết mấy chơi mấy trò chơi này thôi à. Con chơi đây nè. Cái chỗ nào phẳng dễ. Thôi lượm cục bự bự lượm được. Mấy cục chơi? 5. Đây.
tránh cho chú vô con. Thắng rồi nghe Khánh. Em mới đồng hai chế thắng rồi đó. Đây. Rồi chơi lại luôn. Lâu lắm rồi không chơi cái trò này đấy. Hai cục khó gấp quá. Ôi. Có tay luôn. Trời ơi chị đỉnh kìa. Chị chơi tới bậc 4, bậc 5 luôn. Qua bậc 3. Chơi một hồi mới quen tay. Chơi rồi Khánh được không? Em con mới qua bậc 3 hả? Để lại nữa. Có cái trò hồi đó mẹ có chơi không được nữa. Đá cua gì không mẹ con gọi là gì đó con quên rồi. Chơi ô quan á hả? Không phải, nó gì nè. Lụm từ từ. Đó xong rồi tới hai cột. Để chơi trò này không? Không. Đựng hai cột lại. Có luôn á. Hồi nó để bốn cục trên đây gấp một cục. Ủa hả? Cho đi ngon một cục tí. Bán người chứ. Nhỏ nhỏ nha Bim mới dễ chơi. Ai biết đâu nó không có chiều lợi gì đó. Chơi người gió mát quá. Em thấy ký chắc cô chị tiếp á. Không chị cũng phải dở lắm. Chị phải được gì nè. Em chơi là em chơi cục bự em mới chơi được. Cục nhỏ em chơi không được. Kệ nó đi. Cục bự là em chơi đúng nhanh luôn rồi. Đây. Tìm lâu quá. Mẹ vào chơi với con đi. Ê vợ vợ chơi con tủ thôi. Tìm tủ nào đẹp đẹp đi. Đâu? Tại con ký luôn á. Đâu con thử đi. Của em nặng à. Nặng á. Nặng dễ cân á. To quá, to quá. Nó đâu có vừa trên cái tay mình được. Bóc không có kịp. Bóc to quá. 2 cục, 3 cục nữa. Làm gì? 4 cục nữa. Đó thấy không? Gom không hết. Trong cái tủ của chị Vy được nè. Giờ gom tủ ai lại đi. Chị Vy nè. Từng người chơi. Rồi giờ chơi tụi nào? Tụi Chi Vy. Chi Vy là vừa ký luôn á. Ừ, đúng rồi, cái này của Khánh bị dẹp quá, khó bóc á. Ừ. Rồi chơi tụi Chi Vy con ký, em con trước. Ai trước? Sao? Nha. Đâu, con ký. Ta. Ta. Ở đâu? Chụp lại nữa. Ủa chụp lại nữa hả? Ừ. Để lên phải không? Dữ. Chơi trước đi. Trời. Ba cái trò đồ quỷ này. Ủa là ai nhảy nhất kia trước hả? Rồi. Yeah. Ai nhảy nhất kia trước hả? Thiệt chứ. Tùy là chia sao đó. Thiệt chứ. Thắng sao? Người thắng nhất kia trước hay người thua? Ừ, người thắng nhất kia trước đi. Người giỏi kia trước. Trời ơi, 4 cái nằm chắc phần ăn rồi, chỉ 5 cái. Bó tay. Chắc chỉ 5. Ủa nếu mà mình ăn hết trơn là sao? Gai. Nè, ví dụ chị đi chơi. Chị Vy chơi bàn 2 đúng không? Hồi nó chơi lại bàn 2. Tất nhiên. Cũng gắt ghê. Rồi, yeah. Đó bàn 2 luôn. Ủa, rồi cục nào, rồi cục này nè. Đây. Trắng tinh. Trời ơi, cái hàng của bạn. Ừ. Vậy đúng không? Đúng, đúng, đúng. Ừ, đúng. Ừ. Ai cũng làm mềm ngọt được. Cuối rồi. Tới chị Vy, nãy chị Vy thua bàn 2. Rồi chị được 4 điểm. Ký tính từ điểm đi. Ừ, điểm. Rồi xong rồi đi chơi luôn Vy ơi. Ủa hả? Ừ.
Mà giờ biết có con ký hai hả? Giờ biết có con ký thì cũng xong luôn. Đây một mà. Quay lại chế chết đó nghe. Ừ thấy cao lên. Rồi xong luôn, bằng hai nha chứ. Ôi, phải không? Thí dụ chi vậy? Nó ai bẻ vô đây hả? Nè, à, thí dụ bây giờ phải không? Mà em ép vô, thua. Thấy không? Đâu chỉ một trong hai ép bị ép là thua. Hiểu không? Là sao là sao? Mỗi thí dụ đi. Con cờ hay là mỗi người hai mỗi con? Mỗi người hai con. Thí dụ chỉ muốn đặt chỗ nào đặt. Con này của ai? Là hai con bên đây của em. Hai con bên đây của em. Hai con này chị Vy rồi. Đó. Rồi thí dụ này chị Vy đi trước đi. Ừ. Dấu cộng nữa chứ. Không có dấu cộng chơi không được. Con vẽ bằng cái gạch đỏ này Khánh cho nó thấy rõ cái con. Ví dụ cái gì nè, ví dụ. Rồi chị đặt đâu, chị đặt đi, em đặt hai cục nè. Chị đặt đâu à? Nãy hai cục này chị ừ. Đi ha. Ừ, chị đặt đặt đâu à? Rồi. Đó, rồi chị ra chơi trước đi, quýnh tiền. Chơi trước rồi chơi sao? Chứ qua đây nè. Đi đâu đi? Chứ qua đây nè chứ Vy. Ý là từ cục này đi qua đây được. Không, đi được đi một bước à. Rồi qua đây rồi. Chị lên đây nè. Không, rồi, em biết được rồi. Hai người. Ý là giờ chết đánh tiếp đi. Hồi bây giờ là chị biết à. Chơi thua rồi mới biết phải không? Ừ. Coi là hiểu rồi. Sao cười vậy? Đánh đi, chị đánh đi. Cục này quá ba lượt không đi là bị đó nghe. Mới hai lượt à. Tại một cục phải đi hoài chứ đúng không? Không? Nhìn là biết chơi cắn luôn á. Chết rồi chưa không lên đây. Ơ để chị Vy chơi trời lên ra. Chết rồi bị ép luôn rồi. Thắng rồi nè sao? Em bị ép nè, bên đây đâu đi được, hai con bị ép bên đây rồi. Đường nào đi đâu, cái ô này không cho đi vậy. Ừ đường này vô là chết. Đó thì em bị ép rồi đó. Là chị hiểu chưa? À là một trong hai con hả? Bị ép là bị đó, hết đường đi hả? Ờ. Đó, khá đó. Ngon lắm Khánh ơi. Thích vụ chi Vy á. Mẹ em đi ra đây, rồi chị đi đâu? Chị đi ra đây. Chi Vy hay quá, mẹ đi em vô. Rồi em đặt ha, em đặt đây nè. Rồi chi Vy đặt đâu là đó luôn. Ồ. Em là chuột cuối. Ơ, à, có luôn. Vậy chị sao nhúc nhích được con này rồi nè. Chị ra nó vô sao đúng không? Chị không biết chứ chưa. Bóp đài luôn. Cái vô dữ á. Không chuyện chứ. Đó, nó có cái keo nè, dòng keo nè. Tóc này ốc gì ta? Con này chết rồi nhưng mà nó vẫn còn bám keo á, bởi vì nó vẫn còn trụ được. Ừ. Chết rồi. Thôi đi. Dạ. Kìa, đã đi xuống xuồng kìa. Đó, có cách đi đó thấy không? Dễ chưa? Trời, lực sĩ, lực sĩ. Thank you.
Nó vừa mát nha, mặt mẹ trong đây láng quá. Nhìn sông đẹp quá. Dòng sông mát mẻ. Đố Thanh Vi, cây này cái gì? Dưới này nè, dưới sông nè, dưới sông nè. Cây này hay là cây đó? Cái này nè. Lục bình. Lục bình. Hay quá, Thanh Vi giỏi quá. Chứ Vi, cái đó cái gì chứ Vi? Không biết nữa. Sao muốn mà chị Vi không biết luôn á. Con không biết cây gì chứ mẹ. Người ấy là chú Vy, cây này này biết không? Thật là ngại ngu. Để em hát em ghét nhạc. Cái gì chú Vy? Xoài à? Cây này nè. Không biết. Ủa? Trái nó trái gì? Đố Khánh Vy, trái nó trái gì? Đố chị biết luôn. Bình bát. Khánh mới nhắc chị Vy. Đúng rồi. Chị đó ăn ngon. Trong đây chuối nhiều quá ha, đây có quài chuối nữa nè. Ồ, không biết đâu con, đây có quài chuối. Cái này nó rất ngon. Con với con giấy không? Cái đó hả? Nó bằng lăng tím. Bằng lăng tím. Xác vô con xe kìa. Nó bằng lăng tím rồi thôi. Cái gì nó xác rồi. Trái này, rụng bông đó, nó còn trái nhiều quá chừng luôn. Cây mai này nó ra trễ, nó ra bông trễ. Bông này bông gì cũng đẹp quá nè. Cái này là kim quýt. Này trái kim quýt nè. Phát ra cái vàng mà nó theo cái chứ. Trái kim quýt. Đẹp ha. Trái kim quýt này ai nữa không? Hồi đó mẹ nhỏ là... nhỏ da sơn móng tay đúng không? Ừ, hay bẻ nó này nè, bẻ trên này nè. Rồi cái sơn vô móng tay cho nó bóng bóng á. Đây nè bác bảy. Trong trái đẹp quá. Ủa vậy là cái này hình như không phải kim quýt rồi Khánh ơi. Cái này không đây, phải. Đây bác bảy. Ừ, cái này không phải kim quýt rồi con ơi, cái này trái gì á? Không phải kim quýt đâu. Má ơi, cái gì ghê quá. Lên thôi em ơi. Để đun cái này lên chảo được nè bên. Xe con ơi, xe. Không anh không. Trời ơi, thiếu nữ bên bên cây gì nhỉ? Cây xài. Thiếu nữ bên cây xoài. Chim yến được.
tưới xoài kìa. Xoài kìa, đứng tưới xoài kìa. Cái xoài nè. Ở đây bông lồng đèn nhiều quá mẹ. Để giấm bột trắng nữa kìa. Màu hồng. Giấm bột trắng. Màu kem. Màu đỏ. Đỏ. Đẹp quá nha. Hortigon. Để lên thái thái xoài đi các bạn. Giờ chị tính đi á hả? Bông này là bông dại nè. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nè. À. Đưa Khánh Vy đi học đó, rồi về nội chơi. Về nội chơi, đợi chiều nay đưa nó qua trường. Chế Vy đẹp không chế Vy? Ừ. Dạ. Đẹp không? Thứ hai là sợ. Hả? Chắc tháng thứ 3 mới về quá. Chừng té nha. Đúng rồi, cái bông nó cho bự bự. Lên ta. Đâu quay qua đây, quay qua đây. Hoa cái này, mấy cái bông hoa dại mà cũng đẹp quá à. Thánh Vy nhìn này đẹp thiệt. À, cái bông hoa dại mà cũng đẹp quá chừng. Đó, cái này cái mắt cỡ con. Đúng rồi, đây là cái mắt mèo. Cái cỡ đó, mắt mèo. Nó là mắt cỡ con. Cỡ này trinh nữ. Sao trinh nữ cái bông nó đẹp quá. Ở dưới dài là này, ở dưới là hoa cúc dại màu vàng đó, màu vàng. Mà mấy cái này không có mắt cỡ gì hết trơn á. Nè nó mắt cỡ rồi nè. Vậy thì kiểu như là cái nổ nè. Cho nó nổ hay Khánh. Quay sợ hơi dơ. Sợ. Nè đưa vô miệng ngậm hồi nó nổ banh cái miệng luôn nè. Nhả ra. Để trong cái miệng luôn. Ngậm vậy nè. Rồi ngậm. Khánh đang thực hành. Rồi. Ngậm ngang hồi ý nó nổ. Ý tưởng táo bạo. Rồi nó nổ. Ý tưởng táo bạo. Chưa. Ngậm đi, ngậm đi. Nổ, nổ, nổ. Nổ. Ý tưởng táo bạo. Không, cái này không có nổ lắm. Nè đây 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 bên bên thử không đã lắm. Ừ, ngậm đi ngậm đi. Nó già. Ê, nó già nổ. Đen á nó mới nổ. Ở chứ đó nó đen đen rồi đó. Ôi tự nhiên nó đen dưới tay con hả? Trong lòng sao mình lo lắng quá. Cái bóc hết hồn. Ủa mới thấy nó nhỉ mà ta. Đi thôi. Ủa mới thấy nó. Mẹ hái hoa dại nè Khánh Vy. Nãy giờ đi ngắm cây. Nó quên. Ý tưởng tới bạo đây. Thôi nghe tao nè. Ý tới bạo này. Cái gì trọng. Ta đã đi tới đây luôn rồi. Nè kéo Vy. Thử chứ Vy ơi. Đã lắm. Thấy để vào ngoài tí nó mới vui. Cái bạn nè Khánh. Thấy không? Khánh cái bạn nè. Cái bạn kìa. Đâu? Con kia nó còn khóc. Nổ rồi, nhưng mà nó nổ nhẹ xìu à. Cái chế dạ, nổ để cho nước nó nổ, bỏ bỏ bỏ. Ờ, hồi đó chị Vy cũng thích chơi.
gì vậy? Cái hột ngon ha. Nấu lên, ăn nó ngọt ngay à. Con cái hột đâu có nấu, cái hột để phơi khô trong rượu. Còn lại là cái vàng khổ qua. Chú già nè. Ở này là ổi. Bây giờ trái cây nào cũng phải bọc vậy hết. Bọc nó không bị sâu mà nó ngon. Ổi nhiều quá nè. Nhóc ổi luôn. Này cây nhãn này mà bông nó muốn hư hết trơn. Không ai chăm sóc chứ. Đừng quay xuống dưới nha chứ Vy. Đừng quay xuống dưới nè. Chắc con đứng ở ngoài. Đi vô đây luôn. Chú bà tám xuống đi rồi đấy. Dạ. 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 Dạ chào bà. Dạ thưa bà tám. Tám hay rồi bà. Dạ. Rồi dưỡng tám đâu thì tám ăn sau không dạ. Dạ. Ủa rồi chị tám không có ở Sài Gòn hả? Dì về đây. Rồi sắp bột me đi con, bà tám cho con bịch me rồi. Nhà bà tám phơi lá dừa để chậm nấu cơm. Mấy cây kiển đẹp quá ha. Nó đòi theo. Vậy là nó mê mợ dữ rồi. Rồi bé nhà ngủ chưa? Má nói giờ. Rồi nhiều quá ha, đây nè, chồng nhóc luôn nè. Cậu biết nè, đẹp quá chừng luôn ha. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Con khai dưới đây má ăn luôn vậy đó hả? Quá wow, sợi kìa. Hái gì ăn chị ơi? Ừ, hái Khánh Vy. Khánh Vy ơi, cái này mà hái được không? Ừ, má giờ má hái cho người ta nhiều lắm rồi đó. Nè hả? Chị muốn ăn cái nào chị hái. Lấy bọc cho đựng. Nó dài trái vậy hả? Dài trái vậy. Nó già hết rồi. Hôm qua má ngồi đây mà má hái má ăn. Vậy hả? Đó. Ủa cái này chấm nước mắm đường là dạ. Ngon lắm luôn á. Thằng này nó hơi chua chua. Nó nóng. Má ăn đi rồi. Xuống dưới chơi chị Vy. Đây, xoài ngon quá. Giờ mình hái chùm này được không? Dạ được, cái chùm đó nó bị hư rồi. Hả? Đúng không? Nó da nó da bị cám này hả? Nè trái trên này ngon nè. Nha. Hái mấy cái miệng sống. Trái trên này ngon. Chị hỏi con chim. Vậy mình bẻ mấy trái non non này ha. Dạ. Chị muốn bẻ như nào chị bẻ. Chấm nước mắm đường. Chấm mắm đường ăn. Đi xa xa ra để nó dăng mũ chị. Dạ. Đi vô. Cái miệng mũ. Dạ. Chị đi vô. Đó. 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 Đây nữa nè. Đây nữa nè. Con hồi không nhìn nó bước xuống sông. Rồi. Được rồi con ơi. Bốn trái rồi. Trời ơi. Má uống thuốc vô nó vậy đó. Lên là má thất bại. Má nhựa còn ba làm cái nhà sau đó. Ba đang làm nhà kho trong nhà sau. Cậu trước con hái mấy cái xoài. Dạ. Xoài ngoài đường hốt kìa. Dạ. Bánh Vy ăn không? Chút mẹ ra mẹ hái thêm cho. Ừ, hái đem vô trường cho mấy bạn ăn. Cũng được. Hái đem vô trường cho mấy bạn ăn.
cây này cơ. U, cây lòng. Đây đây bác bảy không? Nãy tụi nó về nó làm nó cũng mớ nữa. Thì Xuân Như bán ký kia 2.000. Ký 2.000. Về quê bác. Một trái 2.000. Ai tìm đồ chua ăn? Đi chỗ khác. Không phải. Nó hết. Như thế nào phải cho hỏi nó đó. Không có đi mẹ hái me chùm này luôn mà hái trời đó nó dốt hổm nay rồi không biết nó khô rồi. Con hái được ha bố. Ờ hái đi hái hết đi để mẹ. Nó dốt không có. Rồi lụm có. Ê. Trời luôn. Dốt rồi đó nó dốt. Rồi lụm để hai đứa lụm me. Để đây luôn không có. Ờ để đụm nó luôn hết đi. Giữ hết mấy cái đụm me đó luôn. Dạ. Giữ hết mấy cái đầm ma đó đi để. Đó. Đây, một chùm bự nữa nè. Rớt xuống sông. Đúng không mẹ? Nè, nè con. Dạ, nè nè mẹ nè. Trên đầu Khánh Vy có một trái xoài nè. Trời này thơm quá. Nó phải ăn non hả? Con lụm lụm khắp. Chà. Hả như trái trên giữa cái hàng bị hả? Ôi bữa nó chín hàng hà. Hại hết rồi. À, rồi rồi ăn thôi rồi hái sống vậy hơn cây rồi gì không mổ. Hư gì đâu hư. Mình không để chín hàng sống. Xa quá không được thôi cho mổ thôi. Ú khác. Không được, bà Út làm không được nữa cho con nào mất chết. Cày nè. Thêm chín còn chứ. Ủa? Giờ đấy chị chặn đường hả? Bị chặn đường hả? Ở dưới thêm chín có cái cây nhào không hả? Cây nhào ngâm lửa. Ủa xuống đó luôn rồi hả? Chưa, đang còn đứng đó. Chưa dế xuống. Tại tôi xuống đó. Ừ, cái đầu thiện ngồi. Đầu thiện á. Đậu thiện, ừ, đậu thiện ngồi được. Thôi, đây, 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 để tính xuống dưỡng đây. Có khi nào Khánh Vy đi mẹ, đừng xuống bẻ chùm này luôn nè Khánh Vy. Cái này ha. Rồi để ăn cái này luôn. Ê. Ồ ngon quá. Ê. Mũ nó nhiễu. Cái này luôn đi Khánh Vy ơi. Chùm đó luôn đi ha. Nó nhiều quá vậy. Kìa khánh lấy rồi sao rồi chua rồi ra kìa ra đi bỏ vô bọc Khánh nè con cầm đó cầm cái bọc đó. Ủa sao này xài gì cầm cái bọc đó xài gì không thôi ghé mốt ơi nhiêu đây được rồi mốt ơi nhiều quá rồi mốt lắm rồi chọc xài một tay chọc xài chỉ bằng một tay thôi cào tuyệt kỹ đó tuyệt kỹ của bà Út chọc xài một tay cái gì đâu cái gì tuyệt kỹ chọc xài một tay cứ vũ trụ ở đây tuyệt kỹ chọc xài phải không ở đây ví dụ
người đi, là chỉ có 44 người biết thôi và một người không biết. Từ tí chặt xa một con cái này ăn cả tháng luôn á chế. Ừ thì măng chua là ăn này là bá cháy luôn. Sao xuống không? Xuống đó. Đi xuống vui lắm chứ ơi. Nè Khánh xuống trước đi Khánh. Ủa mà xuống khó lên lắm nha. Xuống dễ ngủ dưới luôn cũng được. Ba đứa mà khoảng một đứa đâu sợ cô đơn. Ê Bim, cái đầu xuống đi. Nó đừng có bị lọt. Đầu này nha. Không cái đầu không có cái đầu đó. Ừ cái đầu đó là có lọt té bị cây đè nha. Đây thôi nghỉ đi. Rồi bây giờ đi lên nhẹ như thế nào. Với ông bàn không chưa. Rồi với ông xuống hả? Tờ ơi đây. Cái này là hai đứa ổn định chưa? Rồi khoan để chị Hằng Khánh nó ra ngoài cho nó ổn định. Rồi Vinh ra cái túi sụn đi. Rồi chị Vy lên, chị Vy đi qua đâu? Đi chính giữa. Trời. Chị Vy muốn ra đâu? Không biết, nó không được. Được chưa Khánh? Xuống thì xuống được đó. Rồi khoan Khánh. Vậy là có nước máng không? Nước máng không? Hả? Nước máng không? Mát lắm á. Mát lắm, lạnh ngắt à. Xuống tắm được á chị. Khánh cầm cái này cho chị qua cho chị Vy đi. Chị Vy xuống. Kéo sao? Rồi rồi chị bước lên cái dáng chị kéo xích vô đi, kéo xích vô. Đó. Hợp lý. Bước vô ngồi với Bình. Dạ. Thế xả lọt quá đi. Khánh ra đầu trước đi Khánh. Tao đầu trước rồi còn gì nữa. Đây. Nguy hiểm quá à. Ê, sao nước ngập hơn hồi nãy rồi. Ê. Không sao đâu. Chê. Không, sồn này người ta đi 5-6-7 người lận. Hẳn đây có 3 người mà sợ gì. Hôm nay ta đi. Giờ mở dây ra đi vô ngoài luôn rồi. Mệt quá à. Chê. Chú ơi. Ừ. Mở dây ra đi vô ngoài không? Thôi à. Em mở cái là ra đó. Không sao trơn á chị ơi. Nó ngoài biết bơi nè. Gọi chế ra đầu. Ủa chế mày biết bơi không? Không biết hơi hơi à. Cái này chứ chặt. Trời đi mà không có vịn gì. Cầm điện thoại nó thấy ghê vậy. Đây em cầm cho. Cô ngoài em đi. Ua. Hợp lý. Mày ngồi dính à. Phóng to lên. Đây. Anh chứ không to lên. Cô đem xuống. Hãy dính lên trả gì nữa. Ôi chị Vy thấy nó chạy chạy rồi nha. À không, hồi nãy nó có cộm. Chào, hi. Sa chào cô chú. Khánh chèo mất tiêu Vy rồi. Mẹ xuống không? Thôi mẹ xuống, mẹ sẽ lật xuồng. Dạ không, không. Xuồng này còn hai gang tay nữa mới tới nó. Nhớ hồi đó đi mà từ cái chân để nó xuống cái xuồng á. Nó xa quá, bác phải không dám bước xuống. Đâu kéo lại được rồi. Dạ.
chén là được. Tại vì bác Bảy tròn quá, ấu nu quá. Trời. Kìa Thánh bên quay qua bác Bảy chụp hình kìa. Chụp cái mẹ nó ra qua nhiều. Thôi được rồi con, Khánh ngồi xuống đi. Dám trèo ra không? Con dám đi. Không có đồ trèo các bạn ơi. Trời. Không biết trèo nè. Mấy cái cây này trèo được mà. Trèo xong rồi hồi chưa ai kéo thì con vô nè. Được á. Trèo không? Được không? Không, để cái dây á. Bụng dây. Nè. Thật vô á. Có sợi dây nè. Có nguyên qua bên đây chứ. Mẹ á. Đỉnh cao. Hến này bên. Bên. Nè. Ủa mở rồi nè, đi không? Thôi. Đồ mở rồi nè, đi không? Ủa bên đó là trại cưa hay gì vậy Khánh? Khánh, mở rồi nè. Thật sự rất tuyệt vời. Đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Thấy con không? Thấy. Thấy con bé để chưa không? Thấy. Hến này hến chết hay hến sống bác Bảy? Hả? Bác Bảy không biết. Con ve nó kêu lớn quá ha. Đi vô nhà con, đi vô nhà mà mợ Út mở làm mà nước cho uống kìa. Dạ, đi vô ăn xoài phơi khô ngon lắm. Xoài chín phơi khô ngon lắm. Đi. Dạ có ghe bán hàng kìa. Muối gì con? Ta bán cái gì vậy? Bán liễn thờ, chanh thờ. Không biết
Không phải, chị bị kẹt cái chân vô cái này. Nữa. Thấy sợ lắm người nghe. Ở đây là cái gì, biết là chậm cụm đầu không? Em nè. Con đẩy cái lục bình xuống đi Khánh cho dễ đi con. Chỗ chân con kìa. Ủa rồi dép của ai vậy? Rồi đi vô, đi vô, đi vô. Pin đi vô. Mệt quá. Ở dưới máy nha chị Vy. Được không? Ôi, cái này đem đỡ tắm là sướng luôn đó. Cái này có thể nhìn được con ve á. Ừ, con ve gì kêu lớn. Nghe được cái tiếng của con ve rồi đó. Rồi đi vô con. Kìa ông bạn nè nè, đem cái bịch này vô. Bịch xoài với me bẻ nãy nè. Ồ, nặng quá. Vô ăn xoài chín bà Út phơi ngon lắm. Ờ để đó đi. Xoài đi, đồ chất lượng không đó. Đồ măng thì nếu xuống như lấy rồi mua ít thì mua mất đâu. Đi về quê cái đồ ăn nhóc luôn ha. Xoài, lên đây, me. Wow. Đó, cô ba cho thêm hai cây quạt mo nữa kìa. Lúc này ngồi đó quạt đó. Mấy bạn là đưa, mấy bạn là đòi mượn đó. Ngồi đâu là thì con nói là muốn thì cho nắm xôi hay là cái gì đó mới cho mượn. Thế đó là mượn của cái bạc mo đó, bạc mo chỉ xong mà giờ ngu gì mà không đổi.
Ngu gì không đổi à? Vậy vậy chứ cúp điện là cần thiết lắm rồi nha. À, quạt mát ha, bền. Ừ. Cúp điện là kiếm không ra. Cúp điện có cái này. Ngồi với con về mốt đi. Về nghe Trinh. À, cái chỗ này dài cầm chỗ này cứng. Đi thì tay không, về thì sách lùm đùm luôn. Đi bây bịch chua nè. Ngồi tránh vô con xe. Nó là bác Bảy thích ăn cái chua hơn cái ngọt. Nhà thì nó chua hơn. Ừ. Thích ăn cái chua ngon hơn. Ngon hơn. Bà cũng thích cái chua hơn. Ừ. Cái ngọt nó ngọt chắc quá. Ừ. Này không có chua. Nó bịch chua chứ không có chua. Ủa cái đó cái gì vậy? Này là quà ở quê. Quà ở quê làm được xoài, xoài sống. Me, me dốt ngon nha. Này me lột sẵn luôn, bà Út cho về nấu canh chua. Con này là xoài chín phơi khô, ăn rất là ngon. Này, xoài chín phơi khô, ăn ngon lắm. Sạch sẽ, thơm phức. Miếng này nó ít ngọt hơn cái miếng đan đan thì nó ngọt quá. Có hai cái quạt mo luôn. Này cũng xoài nữa. Mẹ hai đứa con ăn đi. Cái này là cái gì vậy cậu? Cái này cái mò, mò cao. À, cái mò con biết rồi. Mấy cái mò đó con biết rồi. Ừ, cái bẹ đó, cái bẹ cao á. Mấy cái đó, mấy cái tròn tròn đó. Ừ, mấy cái bẹ vậy đó. Rồi mình cắt ra mình phơi khô. Ôi chứ giờ cũng đồ. Bán ăn không? Miếng nào vậy? Miếng nào? Có đứa nào ăn me không? Dạ. Hả? Me chua ngon lắm. Hả? Này nước á, nãy bắt bảy rửa. Còn ngon hay không? Ngon. Thời ơi. Vậy luôn hả? Ừ, không có chua. Con ăn thử coi. Không chua. Nó ngon.